Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình, channel của Kimmy. Rất vui được gặp nhau những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại One Piece Fighting Pass như thường lệ đây. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với một cái clip quay banner của Akainu nha anh em. Đây là một cái con ngạc mà hôm bữa mình cũng có quay Đô Đốc Fujitora rồi. Thì như mình nói thì mình quay do hai cái banner đất này thì mình cũng định là sẽ không quay Fujitora. Nhưng mà là do hai cái banner liên tục nữa là hai ông Đô Đốc, cho nên là mình sẽ lấy hai cái ông Đô Đốc này nha anh em. Cộng thêm là nick này có thêm một Đô Đốc Kizaru nữa. Cho nên là giờ quay là chúng ta sẽ được tổng cộng là ba Đô Đốc. Tính ra là bị thiếu mất Kuyan nha anh em. Tích này thì không có Kuyan bình thường hay là Kuyan New World luôn, hơi đen. Nhưng mà dù sao thì mình vẫn sẽ lấy thêm Akainu để cho gọi là bộ sưu tập hai ông Đô Đốc liên tục, đó là Fujitora với lại Akainu nha anh em. Rồi, như thường lệ thì chúc anh em ngày vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe để cái kênh hỗ trợ mình như thường lệ thôi. Và anh em mà có nhu cầu mua bên Android 43.99 thì nhớ liên hệ Facebook mình. Thank you anh em. Nói chung là Facebook mình có sẵn ở phần mô tả, anh em chỉ việc click vào và nhắn cho mình thôi. Ok, qua giờ thì mình đang bị bợ anh em à. Biết sao mình bị đau ngay chỗ cái hông, không biết là bị đau gì luôn, rất là ghê, đau cực kỳ ghê gớm. Thành ra hôm qua khá là mệt, không có quay được clip cho anh em xem. Hôm nay thì đỡ nhiều rồi, cho nên là mình tiếp tục với một cái clip. Thì nick này thì cũng khá là nhiều vé, hiện tại đang có 167, hiện tại cũng gần 200 vé. Luôn là mình đang có cái sự kiện 10 vé nữa, thành ra bây giờ nick này thì 19k trái thì ít bữa mình cũng sẽ lấy thêm Mihawk New World nha anh em. Thì tầm 13k trái, chúng ta là còn dư khoảng ở đây là 6.000, 6.000. Thì 6.000 này để mình coi, nếu mà ok thì tích trái lấy tiếp một con sự kiện nữa, còn không đủ thì mình sẽ quy trái thành vé để mình quay tướng vậy thôi. Rồi 167, quay xong cái này chắc là còn gần trăm vé, còn gần trăm vé nha anh em, cứ cày tàn tàn thôi. Đây mình đang còn cái sự kiện này lấy 10 vé nè, cho nên bây giờ mình sẽ đi làm cho đủ 70 điểm nha, để mình lấy cái 10 vé đã, rồi mình sẽ quay banner Akainu cho anh em xem ha. Nick này thì tất nhiên là mình là đây là một cái con nick mà mình cày để mình bán thôi, cho nên là tới thời điểm mà thích hợp thì mình sẽ bán kiểu vậy. Thành ra những anh em nào mà có nhu cầu mua ạc bên Android thì cứ liên hệ với mình nha, mình cũng còn khá ạc, không nhiều nhưng mà cũng còn vài con đủ cho anh em mua chơi. Android bây giờ thì nói chung là đa số anh em đều chơi bên Billy với lại Xiaomi hết rồi anh em. 439 giờ nói chung là kiểu chỉ những anh em cũ chơi thôi, chứ anh em mới thì không bao giờ chơi bên đây được. Tại vì gần 2 năm rồi, 439 nó không có cho tạo ạc mới bên Android nữa nha anh em. Không có cho tạo ạc Fighting Pass nữa nha, tức là cho tạo nhưng mà không cho xác minh chứng minh nhân dân ấy. Thành ra là cũng không có vô game chơi được. Mình cũng đang có một con ạc clone bên đây, khá là hiếm luôn. Ạc này là xưa tạo, có một là ông kia ông tạo mà ông không chơi, giờ ông cho mình, thành ra mình còn dư một ạc này. Thì anh em là hứng thú thì mình bán lại cho chơi, còn không thì để đó mình ít bữa mình cày trái lấy Mihawk New World rồi bán ạc clone cho anh em cũng được. Rồi là ạc newbie đó anh em, ạc newbie nhưng mà có Mihawk New World, ạc cực kỳ hiếm nha anh em. Tại vì bên bây giờ 439 nó không cho tạo ạc bên game này nữa đâu, không cho xác minh chứng minh nhân dân cho nên là không vô được. Thành ra con ạc như vậy rất là hiếm luôn anh em. Do khoảng 2 năm trước là có tạo nhưng mà không chơi ấy, thì bây giờ nó còn dư, nói chung là rất là hiếm. Đây mình đã đủ thiếu 40 điểm nên 906 thì chắc là mình sẽ búp cái này cho nó đủ luôn. Đây chúng ta sẽ bỏ ra 40 trái nha, đây là thiếu điểm nhưng mà chắc là mình bỏ ra 40 trái cho nhanh luôn cũng được. Hoặc là để mai lấy cũng được anh em ơi, đỡ tốn 40 trái. Thật ra vé này thì sự kiện nó tới ngày 27 lận, này mới 24 thì không cần phải lo hết hạn. Rồi như vậy thì mình sẽ quay Akainu luôn cho anh em xem ha. Với lại hiện tại đang có một vài cái sự kiện mới nè anh em, ví dụ như sự kiện này nè, sự kiện mấy con bướm bướm này thì quá là quen thuộc rồi. Anh em nào lười thì cũng có thể chơi đến level 2 để lấy 50 trái rồi cũng được, rồi bỏ cũng được. Đấy. Sự kiện này sự kiện gì thì mình không biết, mình chưa chơi nha. Nhận thể lực cái đã. Ok. Với lại một cái sự kiện khá là thú vị nữa. Đây sự kiện này thì chủ yếu là anh em nhận quà free thôi. Đấy, cách chơi tăng điểm này thì bắt buộc anh em phải mua đồ cho nên mới tăng điểm nha. Mỗi rương tương ứng đây. Thì ở đây nó có cái điểm tương ứng cho anh em nhận nè, ví dụ như cái đầu là 0 điểm. Đây là nhận free, tiếp theo là 200 điểm, móc 400 điểm, 800 điểm. Đấy. Và móc tiếp theo nữa thì chúng ta có 1.200 là được hai vé vàng. Nhưng mà cái này nếu mà chơi free chắc là không được rồi anh em ơi. Đây thì anh em có thể mua điểm bằng cách là mỗi ngày vô mua cái này free nè. Cái này là free thì được 200 điểm ở đây nha anh em. Cái này được 300, 608, 1.200. Nhưng mà tất nhiên là sẽ tốn trái kim cương. Đấy.
thì mình mua free mỗi ngày thôi, cái này mỗi ngày được 200 điểm. Sự kiện này thì sẽ kết thúc vào ủa cái này nó kéo dài hay sao anh em ơi? Ui, chúng ta ngon nha. Tức là nó sẽ có từng đợt nha anh em, tức tổng cộng là nó sẽ có 4 đợt. Và đợt cuối cùng thì nó sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 12, như vậy là còn khá là lâu. Nào mà không biết nó có tính điểm không thôi, tại vì cái đợt này thì nó chỉ còn 3 ngày thôi nè anh em. Tức là ngày 25, 26, 27 là sẽ hết. Đây, đợt 1 nè, chính xác luôn. Đợt 1 là ngày 27 là hết rồi, đợt 2 thì đến ngày 2 tháng 12. Nói chung là nó sẽ có 4 đợt nhưng mà không biết là điểm nó có còn không thôi. Tại vì nếu mà chơi free còn 3 ngày nữa thì đem mua tối đa được 600 điểm. 600 điểm cộng với 400 cơ bản thì nữa là 1.000. 1.000 thì không đủ cái mốc này rồi, cho nên là sẽ không nhận được hai vé vàng. Nhưng mà nếu nó chia ra nhiều đợt thì sẽ được thôi. Để mình coi thử coi. Cái này thì đến tận ngày 13, nếu mà tính tổng hết ngày 13 thì anh em sẽ mua được thêm 13 ngày. Cộng thêm ở đây là 14, 15, 16, 17, 18, tầm 19 gì đó. Cho là 19 đi. Thì ngày 200, cho là 20 cho tròn dễ tính. 20 là ngày 200 thì đi ra là chắc là được 4.000 nhờ. Đúng không? Ngày 200, 10 ngày 2.000, 4.000, khoảng 4.000 điểm anh em ơi. Cho là khoảng 4.000 điểm đi. Thì 4.000 điểm thì anh em sẽ đạt đến cái mốc chắc là mốc này. Ui cũng không ngon rồi anh em ơi, cũng được một vé vàng ở đây, hai vé này là ba vé. Nhưng mà nói chung là nó free thì chúng ta cứ nhận thôi ha. Nhưng mà chưa biết là trải qua các kỳ nó có tích điểm là không, cho nên là hiện tại là cái đầu tiên là chắc chắn là không được rồi này, chỉ được mấy cái quà linh tinh thôi anh em ơi. Rồi, đây là một cái sự kiện chủ yếu là anh em phải nạp tiền. Anh em mua bằng trái kim cương thì nó sẽ được điểm, nhưng mà chắc chắn là những người chơi free không nạp thì sẽ không mua được rồi. Cho nên là bây giờ đến đợt một kết thúc thì tối đa chỉ được là 1.000 điểm thôi. Rồi, ok, cứ để ra tính sau đi ha. Bây giờ mình sẽ quay banner Arcanu cho anh em xem hen. Rồi mình sẽ quét cái này đã, thể lực mình hơi nhiều cho nên mình quét bớt rồi. Rồi coi thử nhân phẩm quạt này thế nào, nếu mà may mắn thì ngon, để tiết kiệm vé, tiết kiệm vé quay mấy con sau nữa. Hiện tại banner này auto là 85. Ok, quay nha anh em. 85 thì 80 ra được rồi nhờ, 80 là xui ấy, 80 là xui, còn nếu mà hên thì tầm 70, 60-70 ra là đẹp. Nếu mà hên nữa thì ra hai con một lúc luôn cũng được. Hôm bữa mình quay ạc phụ của mình được hai con luôn anh em ơi. Anh em có xem clip đó chắc anh em sẽ biết đúng không? Ra một con Arcanu rồi ra thêm một con Arcanu nữa. Cho nên là mình được 50 mảnh. Thế là lên được 4 sao free luôn. Rồi 10 vé tiếp theo. Đây là vé thứ 20 nha anh em. Thì mình sẽ quay nhanh luôn, đỡ mất thời gian. Quay nhanh luôn chứ làm màu thì cũng không biết là tác dụng gì, cho nên là quay nhanh luôn đi. Rồi vé thứ 30. Nhiều vé mà anh em có điều kiện mà, cho nên cứ quay thoải mái thôi. Ui skip cũng được luôn. Skip cho nhanh luôn cũng được anh em ơi. Đấy ấn skip chạy luôn cho nhanh. Bao nhiêu vé rồi ta? 45, như vậy là quay được khoảng 40 rồi. Bây giờ là vé thứ 50 nha anh em. Rồi từ từ đây, vé này từ từ chơi cho vui. 50 vé đã tan thành mây khói. Cày thì cực kỳ lâu luôn, nhưng mà quay thì chỉ một click thôi là bay. Vé này hình như là ra con S chứ nhở? Ủa nãy ra con S chưa? Ra rồi chứ đúng không? Rồi như vậy là 50 vé thất bại luôn rồi. Giờ là vé thứ 60 nha anh em. Vé thứ 60, 60, 70 gì đó ra là cũng ok. Nhưng mà đời không như là mơ, chắc là auto 80 rồi anh em ơi. Rồi, yes sir. Thất bại. Thôi kệ anh em ơi, auto 80 cũng được, không sao. Dù sao vé cũng nhiều. Với lại xui banner này thì những banner sau thì nó sẽ nhân phẩm lại thôi. Chắc chắn là game cũng sẽ công bằng mà anh em, chứ đâu thể nào mà xui hoài được đúng không? Ok, như vậy là hình như là này cũng thất bại rồi. 60 vé rồi đúng không ta? Ok, 60 vé thất bại. Bây giờ là vé thứ... Khoan, đúng rồi, vé thứ 60 rồi, bây giờ là vé thứ 70 nha. Vé này ra là cũng ok nè, cũng tiết kiệm được khá khá. Nên là hy vọng nó ra anh em ơi. Arcanu chó đỏ. Hình như là Arcanu vừa bị nép cái chiêu gì đó, đúng không ta? Mình đọc thông tin là thấy bị nép cái chiêu gì mà. Con này còn S rồi anh em ơi, như vậy là không ra rồi. Vé thứ 80 rồi, khả năng là vé 80 với lại
Cái này 85 thì cũng chưa chắc nữa. 85 nó cũng chưa chắc là 80 ra luôn anh em ơi. À ra rồi. Con chopper chạy chạy là ok rồi anh em ơi. Tiết kiệm được phần nào đó. Với lại hy vọng nó ra mấy vé đầu tiên thì ngon. Ôi nó không ra mấy vé đầu tiên rồi, ra tầm vé thứ tư, thứ năm rồi, thứ năm. Thứ sáu, thứ bảy. Ui nó ra vé cuối cùng luôn anh em ơi, cay thật. Trời ơi, như vậy là banner sau auto 90 luôn à. Căng vậy. Hơi căng nha anh em. Lâu 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 lắm rồi mình mới quay cái kiểu mà ra vé cuối cùng ấy. Thành ra banner sau auto 90 luôn. Khá đủ lắc luôn anh. Akenu chó đỏ này làm lắc luôn rồi anh em ơi. Ok cũng được anh em ơi, chấp nhận. Rồi banner sau auto 90. Cái này thì chắc là mình để con nào ngon ngon mới quay lại. Chứ banner sau khả năng là Bartholomew thì có thể mình sẽ skip anh em ơi. Lúc này hiện tại là vé như vậy là chỉ đủ quay một banner. Mình cần phải cày lượng vé bây giờ là đủ cho hai banner. Và banner sau thì khả năng mình sẽ skip nếu là Bartholomew. Trừ khi những con ngon ngon thôi mình mới quay. Mà trong tướng đợt này thì đâu còn con nào ngon đâu. Ngoại trừ Bartholomew với lại Buget. Nhưng ngoài ra cũng không còn con nào ngon. Cho nên mình sẽ đợi sang tướng đợt 3. Tướng đợt tiếp theo, gọi là đợt tiếp theo nha anh em. Ok. Và mình vừa được tướng mới cho nên là mình sẽ nâng level cho nó nha. Cứ nâng cho nó lên trăm của đây rồi tính tiếp. Đó. Bên đồ ăn thì mình sẽ búp cho nó lên level để mình mang thẻ luôn đi ha. Hoặc là mình chỉ búp lên level 13 thôi. Đồ ăn cũng hơi hạn chế. Ok, mình sẽ búp lên level 13 thôi. Arc này thì hình như là vẫn còn nhiều tướng được búp trái cho nên là mình sẽ không búp nhiều. Búp vừa đủ anh em ơi. Để dành tài nguyên để mình búp cho mấy con kia lấy thêm trái trong tương lai nữa. Đó, lên level 100 là cũng ổn áp rồi anh em ơi. Mặc dù lực chiến nó hơi cùi. Ui, tính ra lên 100 là cũng ngon phết. Hơn cả Fujiwara 3 bậc nè. Ồ, Fujiwara này như là mình chưa búp trái đúng không? Chính xác luôn. Đấy, ngon chưa? Như vậy là Akenu là cũng ok nha anh em. Dùm lắp thẻ nữa để cho nó lên cái hàng mấy con tướng SS trên này luôn. Chứ để xa quá thì hơi kỳ. Thì mình sẽ mang thẻ tím đi ha. Có thẻ tím mang là cũng ok rồi. Đấy. Thấy chưa anh em, lên lật liền. Là nó xếp chung hàng với mấy con SS này liền. Con này 53k rồi hả, tính ra yếu đấy. Rồi Fuji chắc là mình cũng tương tự. Mình lấy mình lấy thẻ tím mang cho nó luôn. Cho nó có ít lực chiến để nó lên chung hàng SS. Chứ nằm ở sau quá nên nhìn nó hơi kỳ. Đấy, hiện tại lấy được một ít top rồi thấy không. Mang cái thẻ tím như nữa là ngon luôn á. Sao rồi, ui vẫn thua à. 50k, ok thôi. Muốn lên lực nữa thì có thể nâng nhánh skill hoặc là nâng gì đó. Con này hệ vàng đúng không? Rồi ok, mình sẽ nâng luôn. Cho nó lên hơn con Sanji là được anh em ơi. Cho nó đứng kế bên Akainu là được rồi. Nhiều rồi, 49k nữa anh em, nâng thêm phát nữa chắc đủ. Ok. Đấy, mở luôn cả huy hiệu này. Nhưng mà tiếc là không có huy hiệu để mang. Rồi như vậy là 50k tròn à, 50k tròn hình như là chưa được. Đúng rồi, vẫn thua Swalker, lắp thêm cái thẻ số 1 thì được. Để coi, lắp cho nó cái Robin đi. Lắp tàn tàn thôi anh em ơi, 3 thẻ luôn đây. Ô, có cả Enel nữa. Sao mình không biết ta. Đây, Enel mà được top 4 luôn hả? À không, Enel top 5, phải chưởng thật. Đấy, ui Fuji bây giờ thậm chí là hơn cả Akenu luôn à, chất thế nhờ. Như vậy là tính ra là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đặt này có 9 SS thôi anh em ơi. Hơi ghẻ. Nên sau thì chắc là không phải SS rồi đúng không? Đấy, đặt chỉ có 9 SS thôi. Khá là thảm thương. Còn về búp trái thì để mình coi. Mình sẽ cho anh em xem coi là mấy cái tài nguyên này mình có thể ăn được bao nhiêu trái nữa nha. Con này thì 13 là full rồi này. 13 luôn. Này 12. Ôi mấy con này full hết ta. Đây là được 100 trái nè. 200 nè, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1001, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 2000. 2000 anh em ơi, 2000 tròn luôn, số đẹp dữ. Ok, 2000 tròn. Như vậy nếu mình búp chết trái thì mình sẽ được thêm 2000 nữa. Như vậy là 19.500 cho là 20.000 đi thì mình sẽ được lên 22k trái. 22k mà trừ đi ít bữa lấy con Mihawk New World là 13k, sau ra mình còn 9k.
9k thì mình cài chắc chắn là cũng sẽ đủ để lên lấy thêm con tiếp theo rồi. Ok, như vậy arc này khá là ok nha. Sắp tới sẽ lấy được Mihawk New World là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là để dành để cài lấy thêm một con có thể là Luffy Trung Hoa trong dịp Tết. Rồi còn vé thì bây giờ là đủ vé quay banner sau, nhưng mà sẽ skip và có thể là cày để đủ thêm một banner nữa. Ok anh em ơi, quá ngon lành cành đào. Để coi SS80 coi. SS80% thì bao nhiêu vé ra? 87 anh em ơi, coi như là bỏ đi. Được ngon ngon, chút thì mình quay. Nhưng mà thôi, 87 thì cũng như 90 rồi. Thì mình sẽ quay banner ở đây. Như là banner 80% thì nó cũng hơi hên xui anh em ơi. Thỉnh thoảng có khi nó bị lệch nữa, cho nên nó không ra con đúng như chúng ta chọn ấy. Ok, 30 điểm à, đủ mua thêm nè. Người này đủ rồi. Vego Kinemon, Kinemon 14 mảnh ha, thì mình sẽ mua thêm 2 mảnh. Nếu mà ráng cày đủ thêm mua thêm 2 cái nữa là sẽ được 18 nè. Thì bây giờ là tháng sau là sẽ đủ thêm con Kinemon, là được thêm tướng, có thêm trái, có thêm sức mạnh này nọ, rất là ngon lành luôn. Rồi, Akainu đã có. Quá là ngon lành cành đào. Ảnh này có cả Luffy Gen 4 nha anh em, chỉ không có độc lần dâu thôi. Mạnh của ISS thì chỉ có 20 mạnh thôi. Đây. Này thì nói chung là các cái sự kiện trong tương lai thì cũng tàn tàn rồi cũng sẽ đủ thôi anh em ơi. Tại vì sự kiện ISS với năm ISS nó ra thường xuyên mà, cho nên là cũng sẽ vẫn sẽ đủ thôi. Trong túi có gì hot đâu. Trong túi thì cũng không gì hot anh em ơi. Mạnh Usopp, mạnh Fujitora, mạnh Akainu. Rồi, mấy cái này chắc là do điểm danh thôi, trời cũng không gì đặc biệt hết. Này thì ý mình vừa thấy là mình có 5 cái vé vương miện, cho nên chắc là mình giờ mình quay cho vui đi hen. Rồi ok, đây anh em ơi, chỗ này nè, biết đâu hên ra được một con SS thì sao. Cái này hôm bữa mình cũng quay một lần được rồi ấy, nhân phẩm thôi anh em ơi. Cái này nó không có hiển thị vé, thành ra chúng ta cũng không biết là mình đã quay bao nhiêu vé rồi và còn bao nhiêu vé nữa để ra, cho nên chủ yếu là nhân phẩm thôi. Mấy vé này free mà, cứ quay thôi. Tặng mấy con cùi không à. Còn hai vé anh em ơi, chắc là không được rồi. Không lẽ mình hên đến vậy đúng không? Ha ha. Ok, như vậy là thất bại. Phải tiếp tục để dành thêm vé để quay. Mà ở đây hình như nó đâu có cho quay bằng vé vàng thì phải. À vẫn cho anh em à, chắc là vẫn sẽ cho. Rồi, thôi được rồi, clip hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Và anh em mà có nhu cầu mua ạc bên Android 43 thì nhớ liên hệ với chúng mình hen. Thank you anh em. Và hẹn gặp lại anh em vào những clip sau. Bye bye. À quên nữa, có một cái hình ảnh khá là thú vị muốn cập nhật cho anh em đây. Đó là về cái dàn tướng Trung Hoa. Đây anh em ơi. Từ đã để mình nhận cái đồ ăn này đã. Rồi tạm thời dừng đây, không cần nấu rồi đâu, chắc là đủ đồ ăn rồi. Đây. Đây anh em ơi, mình có cái tấm hình khá là thú vị mà từ rất là lâu rồi mình đã thấy rồi. Mình cũng tưởng là cái này là chính xác là của game luôn á anh em. Đây anh em có thể thấy là chúng ta có nhân vật ISS khá là y chang luôn rồi nè đúng không. Đây là Luffy Trung Hoa sắp ra mắt nữa. Và như anh em thấy là hai nhân vật này đều rất là chuẩn chỉnh luôn. Thì ở đây tổng cộng là có bao nhiêu nhân vật ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đấy, 11 nhân vật. Và ngoài Luffy và Ai ra thì còn rất là nhiều nhân vật khác là anh em có thể nhìn ra nha. Ví dụ như ui sao nó bị sao nó bị trừ chất lượng đây. Đây anh em ơi, đầu tiên là này có thể là Robin hả ta? Cái này mình không biết là ai, mình đoán là Robin. Cái này là Nami nè anh em. Đây là Senji, Berona, Yoro luôn nè. Còn đây là Sabo, Lo, Sa Tóc Đỏ với lại Bo Hancock. Đó. Thì đây là các nhân vật trong Wannabe và mang tầm gọi là tầm Trung Hoa rất là xịn sò nha anh em. Thì có thể là game cũng dựa theo mấy nhân vật này để làm anh em. Thì nhưng mà thật ra mấy cái này không phải là của game nha anh em. Cái hình ảnh này là của một fan Wannabe vẽ ra thôi, chứ không phải là của game chính thức. Nhưng mà game vẫn có thể dựa theo đó mà làm. Anh em có thấy là nhân vật A Trung Hoa hoàn toàn rất là giống. Và sắp tới sẽ có Luffy Trung Hoa nữa, cũng cực kỳ giống luôn. Khá là chuẩn chỉnh nha anh em. Thì tương lai chắc là cũng sẽ tương tự vậy thôi. Nó sẽ ra thêm các nhân vật dựa theo ở đây. Anh em thấy ấn tượng cái nhân vật nào nhất? Mình đã thấy anh San cũng khá là ngầu này. San cực kỳ ngầu luôn. Đây gọi là đồ Trung Quốc nha anh em. Nhìn rất là xịn luôn. Senji thì đang hút thuốc lào hả ta? Hút cái thuốc gì á. Berona là một nhân vật khá là lạc loài, và thôi là được vô đây he, cũng hay. Nếu mà thay vì ra Berona tại sao không ra ui Senji đứng giữa ba cô gái luôn à. Sướng. Đây là mơ ước của Senji chăng?
Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip mình nha. Và bye bye, hẹn gặp lại anh em vào những clip sau.